Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyen. Các bạn thân mến, có một anh chia sẻ với Nguyen như thế này nè các bạn. Vợ anh luôn tránh né mỗi khi anh muốn gần gũi. Anh 36 tuổi, vợ anh thì 32 tuổi, cưới nhau 9 năm, có 3 con, bé nhỏ nhất là 2 tuổi. Anh làm cách nhà khoảng 70 km, thường một tuần thì anh sẽ về nhà một lần. Vợ anh làm công ty may mặc cách nhà khoảng 6 km. Vợ chồng anh sống chung với bố mẹ. Vợ chồng anh còn trẻ, anh lại đi làm xa nên mà mỗi khi về nhà rất muốn được gần gũi với vợ. Vậy mà mỗi lần mà anh đòi hỏi là vợ luôn kêu mệt muốn tránh né. Vợ anh mỗi khi đi ngủ, đi tắm luôn cầm theo điện thoại nghe tiểu thuyết rất là khuya mới ngủ. Một tháng thì tụi anh chỉ yêu có một lần thôi. Anh không biết đó là vợ anh làm mệt quá và lo cho các con nên không muốn cái chuyện vợ chồng, hay là cô ấy có người nào khác. Mong Nguyen sẽ giải đáp thắc mắc này cho anh nha. Các bạn thân mến, tuổi 30 được coi là cái cột mốc đánh dấu sự đi xuống cả về sắc đẹp và sức khỏe, chủ yếu do ảnh hưởng từ sự thay đổi sinh lý nữ. Phụ nữ sau tuổi 30 bắt đầu gặt hái được những thành công trong sự nghiệp và có cái chỗ đứng trong xã hội. Họ cũng thường đã có cái cuộc sống gia đình ổn định, êm ấm. Tuy nhiên đây cũng là cái giai đoạn phái nữ bắt đầu có những cái thay đổi về nhan sắc và sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái thay đổi sức khỏe và sinh lý của phụ nữ sau 30. Nhân gian thường có câu như thế này nè các bạn, gái 30 đã toan về già. Nhiều người cho rằng câu nói này đã lạc hậu trong cái cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên thì soi chiếu từ cái góc nhìn khoa học thì sau cái tuổi 30, cơ thể phái đẹp đã rụt rịch thay đổi theo cái chiều hướng đi xuống. Sự đi xuống này là do cái quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, tương tự như cái giai đoạn mãn dục ở cánh mày râu. Tuy nhiên thì nếu mà mãn dục ở nam diễn ra từ từ chậm rãi thì cái giai đoạn xuống dốc của chị em lại diễn ra nhanh và rất là rõ ràng. Điều này đòi hỏi phái đẹp phải có cái cách làm chậm lại nếu không muốn nhìn thấy thanh xuân của mình trôi đi qua nhanh. Theo công bố của các nhà khoa học tại một trường đại học ở Anh, phụ nữ bị mất 90% số trứng của họ trước cái tuổi 30. Mô hình toán học cho thấy đó là phụ nữ chỉ còn 12% số trứng khi mà 30 tuổi và chỉ còn 30% số trứng lúc 40 tuổi. Sự giảm số lượng trứng kéo theo cái bộ ba nội tiết tố giảm nhanh. Tỷ lệ những cái nội tiết tố bao gồm là estrogen, progesterone và testosterone không còn cân đối. Hệ trục não bộ tuyến yên buồn trứng suy giảm hoạt động. Đây là cái hiện tượng tự nhiên trong cái quá trình lão hóa. Tuổi 35 như là một cái cột mốc đánh dấu cái sự thay đổi rất là rõ ràng hơn về sức khỏe, về nhan sắc và cái khả năng hoạt động chăn gối ở phụ nữ. Khi mà hệ trục não bộ tuyến yên và buồn trứng suy yếu, phái đẹp phải đối mặt với nhiều cái vấn đề sức khỏe như là rối loạn kinh nguyệt, rối loạn giấc ngủ, bốc hỏa, dễ lo âu, căng thẳng, tính tình thay đổi. Sắc đẹp cũng chịu ảnh hưởng như là da nhăn, sạm nám, tóc dễ rụng, bạc sớm. Sức khỏe sinh lý thay đổi với cái hiện tượng khô ở cô bé, giảm ham muốn, khó đạt được cái cảm giác thăng hoa. Những cái thay đổi này tác động rất là xấu đến công việc, đến gia đình và hạnh phúc riêng tư. Đồng thời cái giai đoạn bản lề với sự đi xuống về nhan sắc và sức khỏe này khiến cho nữ giới cảm thấy hoang mang, lo lắng, dẫn đến cái tâm trạng đó là càng bất ổn và dễ rơi vào cái trạng thái đó là trầm cảm. Thứ hai đó là tâm sinh lý phụ nữ 30, họ thường cảm thấy rất là lo lắng và bất an. Đa số tâm sinh lý phụ nữ 30 có nhu cầu về chất lượng cuộc sống hiện tại tăng cao hơn nên mà họ dễ cảm thấy không hài lòng trong cuộc sống hàng ngày. Và ngay cả trong cái vấn đề ham muốn cái chuyện chăn gối, họ cũng rất hay thay đổi thất thường. Phụ nữ thường có cái xu hướng đó là tăng ham muốn vào cái thời điểm trước và trong cái giai đoạn rụng trứng của chu kỳ hàng tháng. Khi càng gần đến ngày rụng râu thì họ chẳng còn quan tâm đến bất kỳ điều gì. Mặc dù hiện nay có nhiều cái biện pháp tránh thai an toàn nhưng mà tâm sinh lý phụ nữ 30 vẫn có cái nỗi sợ, đó là sợ mang thai, nên mà cái điều này nhiều khi đã vô tình triệt tiêu cái cảm xúc thăng hoa và khó có thể đạt được cái sự khoái cảm trong cái quan hệ vợ chồng. Và tâm sinh lý phụ nữ 30 trong cái đời sống chăn gối thì nó như thế nào? Đó, phụ nữ 30 có nhu cầu ngày càng cao hơn về cái chất lượng cuộc sống và cái chuyện chăn gối. Nếu mà vợ chồng thường hay xung đột cãi cọ và là cái đời sống chăn gối không được như ý muốn, dễ khiến cho cái người phụ nữ trở nên nhàm chán. Do nhận thức rõ được cái vị trí của bản thân,
thì tâm sinh lý phụ nữ 30 quan tâm nhiều hơn đến cái nhu cầu của mình. Nếu không được đáp ứng đầy đủ thì họ sẽ tìm đến cái người đàn ông khác để mà chia sẻ. Việc này thì sẽ dẫn đến cái việc đó là phá hủy hạnh phúc hôn nhân. Vì vậy, để có thể giữ gìn mái ấm gia đình, hai vợ chồng các bạn cần phải thông cảm cho nhau, chia sẻ, cùng nhau tận hưởng những cái cảm xúc, chứ không phải đó là chỉ dựa vào cái bản năng để mà thỏa mãn cho cái khoái cảm của riêng mình. Tâm sinh lý phụ nữ 30 đặc biệt đó là họ rất là nhạy cảm. Nếu mà cái người nữ gặp những biến cố lớn trong cái cuộc đời, giống như gia đình có chuyện buồn, mất việc làm, thì họ sẽ bị tác động rất là mạnh hơn so với những cái độ tuổi khác. Họ rất dễ rơi vào cái trạng thái đó là giảm ham muốn hay không thể đạt được cái cảm xúc thăng hoa. Khi mà có những cái biến cố xảy ra trong cái cuộc sống, phụ nữ 30 rất dễ mất ham muốn. Các chuyên gia về cái lĩnh vực chăn gối cho rằng á, cái thời điểm mà ở cái quãng giữa cuộc đời là lúc các quý cô cảm nhận được cái sự rõ ràng nhất về cái đời sống chăn gối thăng hoa của chính bản thân mình. Đa số thì tâm sinh lý phụ nữ 30 hài lòng về cái vấn đề chăn gối hơn so với cái thời trẻ. Chuyện đạt được cái sự thăng hoa của họ cũng sẽ diễn ra mạnh mẽ và suôn sẻ hơn. Các chuyên gia nghiên cứu về xã hội học kết luận rằng thì tâm sinh lý phụ nữ 30 thích được người bạn tình của mình vuốt ve, âu yếm nhiều hơn trong cái quá trình ân ái. Điều này làm cho tâm trạng của người phụ nữ được thư giãn, được thoải mái, nên dễ dàng đạt được cái cảm xúc hơn. Ở cái giai đoạn này thì cô bé của phụ nữ đã phát triển hoàn thiện, kiến thức chăn gối đã được trang bị đầy đủ, giúp cho họ có những cái cuộc giao ban được hoàn hảo hơn. Khi lâm trận, họ thường chủ động hơn, biết cách mang lại khoái cảm cho bản thân và bạn tình hơn. Tuy nhiên thì một số chị em gặp phải cái sự suy giảm ở cái độ tuổi 30. Đó là một cái hội chứng rất là phức tạp gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của người phụ nữ. Yếu tố quyết định đến tâm lý của phụ nữ 30 đó là sự suy giảm nội tiết tố estrogen do buồng trứng sản sinh ra. Đây là cái hormone ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp, làn da, vóc dáng và tâm sinh lý phụ nữ tuổi 30. Tuy nhiên thì hàm lượng nội tiết tố estrogen này không phải lúc nào cũng được duy trì ở một cái trạng thái cân bằng mà có thể bị suy giảm do nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất đó là do tuổi tác. Đó, sự lão hóa cơ thể nói chung làm buồng trứng suy thoái theo. Thứ hai là một số bệnh phụ khoa ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng. Thứ tư đó là stress kéo dài, căng thẳng trong công việc và cuộc sống cũng làm suy giảm cân bằng nội tiết tố. Và cuối cùng đó là sử dụng những cái chất kích thích như là uống rượu bia, hút thuốc lá, sinh hoạt, ngủ nghỉ, ăn uống không hợp lý. Vậy chính người trong cuộc cần phải tìm hiểu nguyên nhân làm thế nào để ngăn chặn cái hậu quả nhằm kéo dài tuổi xuân, tận hưởng cái cuộc sống vợ chồng viên mãn. Vậy làm thế nào để cải thiện sinh lý cho phụ nữ? Không có thống kê chính xác về cái độ tuổi bị suy giảm ở phụ nữ. Người ta nhận thấy hiện tượng này thường xảy ra vào cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Xã hội ngày càng phát triển, áp lực công việc và cuộc sống đè nặng lên cái vai trò của người phụ nữ. Môi trường sống bị ô nhiễm các loại thức ăn độc hại, làm cho cái tình trạng suy giảm sinh lý nữ xuất hiện sớm hơn, đôi khi xảy ra ở cái độ tuổi 30. Không ai có thể giữ mãi được cái tuổi thanh xuân, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có những cái cách để cân bằng sinh lý nữ, làm chậm cái quá trình lão hóa bằng cách xây dựng cái chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp và đều đặn, tạo được cái niềm vui cho bản thân như là đi du lịch hay gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra thì chị em cũng cần một cái chế độ dinh dưỡng khoa học, nên ăn nhiều trái cây, rau xanh, ngũ cốc và các thực phẩm nhiều estrogen như là đậu hũ, đậu nành. Uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của VN ngày hôm nay. Thì qua cái video này thì VN hy vọng các bạn có biết thêm một chút xíu gọi là sinh lý phụ nữ tuổi 30, họ là như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của VN nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.